Tục sang câu tiếp theo đi các bạn. Câu tiếp theo, câu số 4 nhỉ? Mời bạn, mời nhóm chuẩn bị câu 4 nào. Thưa cô và các bạn thì em sẽ thay mặt nhóm 4 trình bày câu hỏi thảo luận của nhóm em ạ. Rồi, cô thấy slide rồi. À, Bạn đây. để trình chiếu đi em. Vâng. Để nhìn cho rõ. Rồi, À, đây nhìn. là thành viên của nhóm em ạ. Câu hỏi thảo luận của nhóm em là lựa chọn thuốc lợi tiểu có thể dùng trên bệnh nhân này và trình bày cơ chế tác dụng dược động học của thuốc đã chọn ạ. Bọn em sẽ chia ra làm 3 nội dung là phân loại thuốc lợi tiểu ạ. À, chọn thuốc lợi tiểu trên bệnh nhân này và trình bày về cơ chế tác dụng và dược động học của thuốc ạ. À, về phân loại thuốc lợi tiểu thì thuốc lợi tiểu sẽ có 6 nhóm. Thứ nhất là nhóm thuốc phong tỏa carbonic anhydride hay là sulfamid lợi niệu. Nhóm thứ hai là thuốc lợi niệu thẩm thấu. Thứ ba là thuốc lợi niệu quay. Nhóm thứ tư là nhóm thiazid. Nhóm thứ năm là thuốc kháng hormone ADH và nhóm thứ sáu là nhóm lợi tiểu giữ kali ạ. Trong nhóm lợi tiểu giữ kali thì có thuốc lợi tiểu giữ kali kháng aldosterone và thuốc lợi tiểu giữ kali không kháng aldosterone. À, về lựa chọn thuốc trên bệnh nhân này thì trên bệnh nhân có tình trạng là tăng kali máu, hạ canxi máu, suy thận độ 3 và nhiễm toan ạ. À, vì bệnh nhân có tăng kali máu nên là sẽ không dùng được nhóm lợi tiểu giữ kali. À, bệnh nhân thì bị suy thận mạn, chức năng thận thì không còn bình thường nên là sẽ không dùng được nhóm lợi tiểu thẩm thấu ạ. À, về tình trạng bệnh nhân sẽ có tình trạng nhiễm toan, pH bằng 7,3 nên là không dùng được nhóm ức chế carbon carbonic anhydride. À, bệnh nhân có tình trạng hạ canxi máu nên không dùng được nhóm lợi niệu quay bởi vì nhóm này sẽ làm tăng đào thải canxi ạ. À, và nhóm bọn em lựa chọn thuốc lợi tiểu phù hợp với bệnh nhân này là nhóm thiazid ạ. À, về cơ chế của nhóm thiazid, thuốc ức chế tái hấp thu natri và clo ở vị trí đồng vận chuyển ở phần cuối của nhánh lên quay Henle và phần đầu của ống luận xa, khoảng 5 đến 10% natri bị thải trừ nên có tác dụng lợi tiểu trung bình ạ. À, về tác dụng thì thuốc nhóm thiazid tác dụng ở cả môi trường axit và bazơ, làm tăng thải trừ kali một phần này do thuốc ức chế enzyme CA nên là sẽ giảm bài tiết H cộng, tăng đào thải kali. Một phần thì do thuốc ức chế tái hấp thu natri cao ở ống luận xa sẽ gây bù trừ bài xuất K cộng để kéo natri lại ạ. Thuốc thì không gây axit máu do không làm tăng thải trừ bicarbonate, làm giảm bài tiết axit uric. Nếu mà dùng lâu thì thuốc sẽ làm giảm canxi niệu do tăng tái hấp thu canxi ở ống luận gần và cả xa nữa. Có thể dùng để dự phòng sỏi thận ạ. Thuốc làm hạ huyết áp trên người bị tăng huyết áp. Về dược động học thì hầu hết các chất trong nhóm có tác dụng sau 1 giờ với việc sử dụng bằng đường uống nên là thời gian tác dụng thì là từ 6 đến 12 giờ. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm em ạ. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Em chuyển lên cái phần slide đầu tiên đi, cái nội dung ấy. Bạn giải thích chọn nhóm mình chọn lợi tiểu thiazid vì lý do gì nhỉ? Thưa cô là vì bệnh nhân thì có tăng kali máu nên là sẽ không dùng được cái lợi tiểu giữ kali ạ. Còn bệnh nhân bị suy thận mạn nên là chức năng thận sẽ giảm nên là dùng nhóm lợi tiểu thẩm thấu thì nó kiểu như tác dụng nó bị yếu vậy ạ. Rồi gì nữa? Bệnh nhân thì có tình trạng nhiễm toan nên là dùng nhóm ức không dùng được nhóm ức chế CA. Và bệnh nhân thì có tình trạng hạ canxi máu nên là sẽ không dùng nhóm lợi niệu quay do nhóm này làm tăng đào thải canxi sẽ làm canxi máu của bệnh nhân càng thấp hơn ạ.
Ừ, nhưng mà cái loại tiểu thiazid nó có cái tác dụng gì nhỉ? Liên quan đến axit uric ấy. Loại tiểu thiazid thì sẽ làm giảm bài tiết axit uric ạ. Thế trên bệnh nhân này axit uric thế nào? Tăng hay giảm nhỉ? Trên bệnh nhân axit uric của bệnh nhân Ừ. Bây giờ mình chọn cái nào? Thuốc nào? chọn nhóm thiazid ạ. Thì bây giờ nhóm thiazid nó bạn cũng vừa khẳng định nhóm thiazid là nó có tác dụng là làm giảm thải trừ axit uric đúng không? Vâng ạ. Mà bị giảm thải trừ axit uric có nghĩa là axit uric tăng hay giảm? À, tăng ạ. Ừ, thế bệnh nhân này có tăng axit uric không? À, bệnh nhân có tăng axit uric ạ. Ừ, thế thử cân nhắc lại xem là cái nào nó hợp lý hơn theo ý kiến của các bạn. Hay là mình đã lựa chọn và cân nhắc rồi đúng không? Thôi mình dùng thêm nhóm tiểu quay đúng không ạ? Thêm ít Ừ. Thực ra thì cái lợi tiểu này thì tùy từng trường hợp, ví dụ có thể là gì, khuyến cáo ở bệnh thận mạn giai đoạn 2 và 3 thì có thể khuyến cáo dùng thiazid, ví dụ trong trường hợp mà mức lọc cầu thận mà trên 30 đấy. Thế còn lợi tiểu quay thì thường khuyến cáo ở bệnh thận mạn giai đoạn 4 hoặc 5, tức là mức lọc cầu thận là dưới 30, bởi vì nó đã được chứng minh là cái hiệu quả trong làm giảm thể tích dịch ngoại bào ở bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm nặng ấy. Đấy. Thế ngoài ra thì cái thiazid thì nó cũng đã được chứng minh về cái tác dụng liên quan đến chương bệnh tim mạch. Nhưng nó đều có một cái nhược điểm, đó là nó đều làm tăng axit uric máu. Đấy. Thế thì ở đây thì bệnh nhân là bệnh thận mạn giai đoạn mấy nhỉ? Bệnh suy thận mạn giai đoạn 3 đúng không? Rồi cũng hợp lý. Cũng được. Rồi các bạn khác có ý kiến khác không? Nào các bạn khác đi cho ý kiến nào. Các bạn khác có ý kiến khác không? Có ai ý kiến khác không? Rồi, bạn chuyển slide tiếp theo đi. Ừ, đây là cơ chế đúng không? Cơ chế tác dụng. Rồi, trong trường hợp này có thể lựa chọn thuốc lợi tiểu thiazid cũng được, hoặc là có thể cân nhắc kể cả lợi tiểu quay cũng có thể sử dụng được nhé. Nhưng mà mình sẽ phải theo dõi liên quan đến điện giải, đến các cái chỉ số về ví dụ như là kali máu này, rồi là canxi này, rồi những cái chỉ số khác đấy. Thế được rồi, bây giờ cứ coi như là mình đang chọn lợi tiểu quay đi. Thế khi chọn lợi tiểu quay thế thì cái tác dụng về cái cơ chế của tác dụng của nó như thế nào, và lợi tiểu quay sẽ thuộc nhóm thuốc lợi tiểu nào? Là bạn nào có thể nhắc lại nào, vừa rồi cô thấy nhóm phân loại rất là chi tiết rồi đấy. Cô mời bạn là bạn Nghị nào. Bạn Nghị đâu? Bạn Nghị hình như không có mặt đúng không? Bạn Bảo nào? Lý Ngọc Bảo nào?
Hay là đến giờ này buồn ngủ hết rồi. Bạn Liên nào, các bạn nghe thấy cô nói không? Em thưa cô ạ. Ừ. Em thưa cô, nhóm lợn niệu quay thì có tác dụng trên đoạn phình to của nhánh liên quay hen lê Lợi tiểu thiazid là thiazid. vị trí tác động ở đâu? Nhóm thiazid thì tác động lên nhánh lên của quai hen lê và đầu của ống nhuận xạ. Ừ. Nó là lợi tiểu thải kali hay giữ kali? Em cô nói là làm thải kali ạ. Là lợi tiểu thải kali đúng không ạ? Dạ. Thế bây giờ cơ chế tác dụng của thiazid nào? Cơ chế tác dụng của thiazid là ức chế tái hấp thu natri và clo ở đoạn pha loãng, có nghĩa là đoạn phần cuối của nhánh lên của quai hen lê và phần đầu của ống điện xa, Ừ. trừ kali và clo với số lượng gần ngang nhau nên được gọi là lợi niệu thải muối. Ừ. Còn cơ Và chế không? làm tăng thải trừ kali ạ. Ừ. Thế thì để nói được cơ chế của thuốc lợi tiểu thiazid thì trước tiên là mình sẽ phải khẳng định được là cái vị trí tác dụng của nó ở đâu đúng không? Thì các bạn đã nói rồi là vị trí là ở phần cuối của nhánh lên quai hen lê và ở đoạn đầu của ống lượn xa. Đấy. Thế tại phần cuối nhánh lên quai hen lê và đoạn đầu ống lượn xa thì mình quan tâm đến vận chuyển những cái chất gì ở đây? Thì thứ nhất đó là gì ạ? Ở đây thì mình sẽ quan tâm đến cái cơ chế cái tái hấp thu natri và clo dựa trên cái bơm đồng vận chuyển natri clo nằm trên màng đúng không ạ? Và ion natri nó sẽ được tái hấp thu qua natri kali ATP. Đấy. Thế ngoài ra thì còn ở đây còn có cái tái hấp thu canxi nữa. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lưu ý là gì ạ? Cái kênh canxi thì nằm trên màng nó sẽ được điều hòa bởi cái hormone tuyến cận giáp là PTH đấy. Nó vận chuyển canxi từ lòng ống vào trong tế bào. Đấy, và lúc này canxi sẽ gắn với protein và có hai con đường đưa canxi vào máu. Đấy. Con đường đưa vào máu đấy là gì? Vận chuyển chủ động như ATP này và đối vận chuyển natri canxi. Đấy thì mình sẽ nhớ là ở đây thì mình sẽ quan tâm đến tái hấp thu natri và clo này và tái hấp thu canxi. Đấy thì cái cơ chế tác dụng của thuốc nó sẽ tác động liên quan đến những cái cơ chế này. Đấy, thì cơ chế chính của nó thứ nhất là ức chế kênh natri và clo ở đoạn pha loãng của nhánh lên quai hen lê đúng không ạ, và ở phần đầu ống lượn xa nên nó sẽ làm thải trừ natri và clo với số lượng gần ngang nhau đúng chưa ạ. Đấy, đấy là cái lý do tại sao nó được gọi là lợi tiểu thải muối nhé, lợi tiểu thải muối. Rồi cái cơ chế nữa là gì, nó sẽ ức chế tái hấp thu natri nên là ion natri sẽ tăng cao ở ống lượn xa đấy, và từ đó gây phản ứng bù trừ bài xuất kali để kéo natri lại nên là gây tăng thải kali đấy, đấy chính là cái cơ chế hay cái tác dụng tiếp theo là tăng thải kali. Ngoài ra nó còn có cái cơ chế là ức chế enzyme carbonic anhydrase. Thế khi thuốc mà ức chế carbonic anhydrase thì nó sẽ có tác dụng gì đấy các em? Ức chế men CA ấy. Ở đây các bạn mới nói một cơ chế thôi. Nhưng mà nếu nó ức chế men CA thì nó có tác dụng gì? Nó sẽ làm giảm bài tiết ion nào rồi tăng thải ion nào? Làm bài tiết hoạt động. À, nó sẽ làm giảm bài tiết ion H cộng và tăng thải cái gì nhỉ? Tăng thải kali. Kali, đúng chưa? Đây chính là cái cơ chế thải trừ tranh chấp ống lượn xa. Rồi, tiếp theo cơ chế của nó nữa là gì? Nó sẽ làm giảm bài tiết axit uric qua ống thận, nên có thể làm nặng thêm bệnh gút nhé. Đấy, mình sẽ lưu ý như thế. Và khi dùng lâu thì nó sẽ gây giảm canxi niệu. Nguyên nhân là lúc này do nó tăng tái hấp thu canxi ở ống lượn gần và ống lượn xa. Đấy, nên có thể dùng để dự phòng sỏi thận.
Đấy, thì đấy là cái một số cái cơ chế tác dụng của thuốc, nhưng cơ chế chính thì như các bạn đã nói đó là ức chế kênh natri clo ở đoạn pha loãng của phần cuối nhánh lên quai Henle và phần đầu ống lẫn xa đấy, nên làm giảm thải trừ natri và clo, và cái số lượng thì gần ngang nhau nên là gọi là lợi tiểu thải muối, là vì thế đấy, đấy là cái cơ chế chính nhá. Rồi thế ngoài ra ấy thì thuốc này còn có tác dụng là gì ạ? Làm hạ gì? Hạ huyết áp nữa, đúng chưa? Đúng rồi. Làm hạ huyết áp do nó làm tăng thải muối, đúng chưa? Đấy, nó làm tăng thải muối là cái là quan trọng nhất. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ ức chế tại chỗ tác dụng của các cái thuốc co mạch. Đấy, trên thành mạch như vasopressin hoặc noradrenaline. Đấy. Rồi là lượng natri của mô thành mạch giảm. Tức là khi dùng thuốc này đấy, lượng ion natri của mô thành mạch giảm nên là dịch gian bào của thành mạch cũng giảm. Đấy, làm cái lòng mạch nó sẽ được giãn rộng ra đấy, làm giảm sức cản ngoại vi, nên là nó sẽ làm hạ huyết áp tối thiểu nhá. Đấy, thì đấy là cái chỉ định của cái thuốc lợi tiểu nhóm thiazid. Đó, ý tiếp theo của cái này là hỏi về cái gì nhỉ? Dược động học của các bạn hay cái gì? Tiếp theo là các bạn trình bày về cái gì đây? Thực ra dược động học thì các bạn cũng có thể tự đọc được, nên mình nhắc lại cơ chế thôi. Thì cô thấy là cơ chế cũng như vậy cũng tạm được, nhưng mình sẽ bổ sung thêm những cái cơ chế sau đấy nữa nhá. Được chưa? Với cái phần này thì chắc là cô nghĩ thế là ổn rồi đấy. Các bạn nào muốn thảo luận thêm gì không? Nếu bạn không bạn nào muốn thảo luận thêm thì mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo đi các bạn. Câu tiếp theo là câu gì nhỉ? Câu thuốc điều trị tăng huyết áp à, hay là thuốc gì? Thu hạ áp ạ, cô Ừ lại rồi. Ừ, mời bạn. em với cô, em xin thay mặt nhóm 5 trình bày câu hỏi của nhóm mình là thành viên của nhóm em. Câu hỏi của nhóm em là lựa chọn thuốc hạ áp có thể dùng trên bệnh nhân này và trình bày cơ chế tác dụng dạng đồ học của thuốc ạ. Ở trên bệnh nhân các lâm sàng này thì được chuẩn đoán là suy thận mạn giai đoạn 3 và do đó đái tháo đường type 2 ạ. Gây nên biến chứng thiếu máu và tăng huyết áp. Sau khi thảo luận thì nhóm em chọn thuốc tác động lên hệ RAA là thuốc ức chế men chuyển ACE1 và thuốc ức chế thụ thể của angiotensin 2 là ARB ạ. Vì hai loại thuốc này thì nó làm giảm lượng angiotensin 2 mà angiotensin 2 là tác động chủ yếu làm co tiểu động mạch đi ạ. Nên khi dùng hai thuốc này thì tiểu động mạch đi sẽ giãn ra làm giảm áp lực của lọc ở thận thận và giảm gánh nặng cho thận ạ. Và hai thuốc này cũng làm giảm protein niệu giúp giảm hậu quả trên thận và tim mạch ạ, giảm tiến triển suy thận ở giai đoạn cuối ạ. Về thuốc ACE1 thì nó tác động lên quá trình từ angiotensin 1 chuyển thành angiotensin 2 ạ. Còn thuốc ARB thì nó tác động lên nó gây ức chế thụ thể AT1 trong quá trình angiotensin 2 tác động vào. Về cơ chế của ACE1 thì nó gắn vào ion kẽm của men chuyển angiotensin 1 dẫn đến làm giảm tốc độ chuyển thành angiotensin 2 ạ. Là một chất gây co mạch mạnh ạ. Tác dụng thì là làm giãn mạch ạ, giảm sức cản ngoại vi ạ, và hạ huyết áp ạ. Bảo vệ tim mạch và thận khỏi hiện tượng tái cấu trúc ạ. Và tăng nồng độ bradykinin và tăng tổng hợp prostaglandin, giảm sức cản ngoại vi và hạ huyết áp ạ. Ngoài ra nó có một số đặc tính khá ưu việt của nhóm thuốc ức chế men chuyển là không gây bất lợi trên chuyển hóa đường và chuyển hóa lipid ạ. Không ảnh hưởng đến nồng độ axit uric máu và nước tiểu ạ. Do có thể sử dụng được cho bệnh nhân tăng huyết áp kèm theo đái tháo đường và rối loạn lipid ạ. Thuốc cũng ACE1 thì có một số loại thuốc như là
Cantobril Penasebril Enalapril Tisinobril và một số loại thuốc khác nữa. Về dược liệu học thì nó hấp thu nhanh qua tiêu hóa, gắn vào protein huyết tương 25-30% ạ, và không bị chuyển hóa qua gan lần đầu ạ, thải trừ qua thận dưới dạng chuyển hóa, và ACE1 thì qua đường giao thai và sữa mẹ. Về loại thuốc ức chế ức chế thụ thể angiotensin 2 ARB thì ARB giúp giảm huyết áp bằng cách ức chế một loại hormone angiotensin 2 sản sinh từ trong thận ạ. Những thuốc này ngăn ngừa hormone angiotensin 2 gắn vào các thụ thể trong các mạch ạ. Và khi mạch máu được giãn ra thì huyết áp sẽ giảm xuống ạ, tim sẽ bơm máu đến các cơ quan đích dễ hơn ạ. Tác dụng thì nó làm giảm sức cản ngoại biên nhưng không làm tăng nhịp, do ức chế áp lực giao cảm ạ, và tăng trương lực phó giao cảm ạ. Nó không gây tụt huyết áp, tư thế đứng ạ, dùng cho mọi lứa tuổi ạ, và tác dụng hạ huyết áp từ từ êm dịu kéo dài ạ. Nó làm giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ạ, và làm giảm thiếu máu cơ tim do tăng cung cấp máu cho mạch ạ. Nó làm chậm kỳ đại trái và giảm hậu quả của tăng huyết áp ạ. Về dược động học thì thuốc hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, liên kết với nhiều protein huyết tương ạ. Nó thải trừ qua gan và thận ạ. Một số loại thuốc ARP như là Anzisata, Candesata, Hebrosanta, Ibersanta, Rosanta và một số loại thuốc khác. Em xin hết câu hỏi của nhóm mình ở đây ạ. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn em. Em chuyển lên slide đầu đi. À, các bạn cho cô biết lý do tại sao lại chọn thuốc ức chế hệ renin angiotensin aldosterone à? Lý do tại sao nào? Thưa cô, vì ở bệnh nhân này thì được chuẩn đoán là tăng huyết áp, và bọn em lựa chọn hai loại thuốc này vì nó làm co tiểu mạch, tiểu động mạch đi và giãn tiểu động mạch đi ạ, và giảm áp lực co, giảm. Ngoài ra thì nó còn làm giảm các hậu quả ở trên thận và tim mạch. Đối với bệnh thận đái tháo đường đúng không? Thì người ta đã chứng minh được là gì ạ? Cái thuốc ức chế hệ renin angiotensin aldosterone ấy, nó làm hạ huyết áp này, giảm áp lực lọc cầu thận đúng không? Giảm protein niệu. Đấy, và nó chính là cái chỉ định đầu tay ở bệnh nhân bệnh thận mạn đái tháo đường hoặc là suy thận mạn có protein niệu. Đấy, thế thì ngoài cái nhóm này thì các bạn có thể chọn được, cân nhắc chọn được nhóm nào khác nữa không? Nào, theo các bạn có thể chọn được thuốc nào khác nữa không? Chọn thuốc kiện triện kinh canxi được không? Hay là ức chế thần kinh trung ương được không? Hay là nhóm này là hợp lý? Cái nhóm ức chế men nhuyễn nên các bạn cho ý kiến đi. Tác dụng phụ nó làm tăng hay giảm kali máu? Theo các bạn. Thế mình có metinopa chẳng hạn.
Trong cái trường hợp mà bệnh thận mạn thì như các bạn lựa chọn đúng không? Thì cái ức chế men chuyển ấy, ACEI, nó là gì? Angiotensin đúng không? C là cái gì? Lúc nãy cô thấy bạn đọc là ACE1. Thế cái ACEI hay ACE1 thì mới đúng. Rồi các bạn. Là một ạ. Thật không? Phải không? Vì loại này nó có hai loại ạ, nó ACM1 và ACM2. Ừ, thế thì bạn lại hơi nhầm một chút rồi đấy. Xem lại nhé. ACEI thì nó là cái gì? Để cô gõ vào đây chưa? A là angiotensin này. C là converting này. Enzyme. E là đấy, là thuốc ức chế enzyme chuyển angiotensin nhé. Với là ACEI, còn ARB là cái gì biết không? Azomtensin B là gì? B là gì nhỉ? block phải không cô? Rồi, là thuốc chẹn thụ thể của angiotensin nhá. Đấy. Blocker nhá. Đấy, đây cô ghi vào trong mục tin nhắn ấy. Thì thực ra chọn cái thuốc này nó cũng hợp lý thôi. Bởi vì là gì ạ? Người ta đã chứng minh được là gì? Cái nhóm chẹn thụ thể hoặc là ức chế men chuyển ấy, nó gần như là lựa chọn đầu tay ở bệnh thận đái tháo đường. Đấy. Và có kèm tăng huyết áp. Nhá, vì các cái nghiên cứu cũng cho thấy là chứng minh được cái hiệu quả của nó trong hạ huyết áp và giảm protein niệu đấy. Và thường là bệnh thận đái tháo đường có hoặc không có tăng huyết áp thì lựa chọn thứ nhất sẽ là ức chế men chuyển hoặc chẹn thụ thể đấy, xong lựa chọn thứ hai là thiazide hoặc là lợi tiểu quay để hạ huyết áp nhá. Đấy, tức là gì, ở đây mình có thể chọn cả thiazide và lợi tiểu quay. Nếu mặc dù là mình thấy là nó sẽ cũng có thể gặp những cái tác dụng phụ liên quan đến cái rối loạn điện giải như kiểu tăng hoặc là giảm kali máu chẳng hạn, thế thì mình sẽ phải cân nhắc trong từng trường hợp thôi, là không phải cái nào nó cũng hoàn toàn là tất cả đều không có tác dụng phụ gì được nhá. Đấy, thế thì bây giờ mình lựa chọn thống nhất là lựa chọn là thuốc ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể rồi. Thế thì cơ chế của nó sẽ là gì đây? Nhìn vào đây thì mình thấy cơ chế thì đơn giản rồi đúng không? Ức chế men chuyển tức là ức chế chuyển angiotensin 1 thành angiotensin 2 đúng không ạ? Rồi, ức chế ngăn không cho giáng hóa bradykinin. Đấy, thế còn chẹn thụ thể là chẹn ngay tại cái receptor của AT1. Đấy. Thế vậy thì các bạn so sánh cho cô hai nhóm thuốc này nào, nó có gì giống và khác nhau nào? Nào, thuốc ức chế men chuyển thì thường gặp tác dụng phụ gì đây? Các bạn nhìn vào đây thì thấy sẽ gặp tác dụng phụ gì? Có phải ho khan không cô? Ừ, đúng rồi, ho khan, nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân là do bradykinin ạ. À, do bradykinin như thế nào nhỉ? Sau khi dùng thuốc này thì thế nào? Em cô là bradykinin cũng được, sau khi có cái không chuyển thành angiotensin thì sẽ chuyển thành bradykinin và nó gây kích thích ở phổi gây ho. À, đúng rồi. Cái đầu tiên là do cái thuốc này nó ức chế làm cho bradykinin nó không bị giáng hóa, nên là bradykinin nó tăng lên ở phổi, có thể gây ho khan, gây phù mạch nhá. Thì đấy là cái tác dụng phụ có thể gặp của cái nhóm thuốc ức chế men chuyển. Thế nếu ức chế men chuyển mà gặp tác dụng phụ ho khan và phù mạch thì mình có thể chọn cái nhóm tiếp theo, đó là nhóm ARB kìa, nó là chẹn thụ thể của angiotensin 1 đúng không ạ? Chẹn thụ thể của angiotensin thì cụ thể là chẹn AT1. Đấy, thế tuy nhiên là ở đây nó còn một cái tác dụng phụ nữa, có bạn nào phân tích được không? Nó liên quan đến là gì đây ạ?
tăng hay giảm kali máu đây? Thuốc này có thể gặp tác dụng phụ là tăng hay giảm kali máu? Nó làm tăng kali ạ. À, tăng kali máu lý do gì đấy các bạn? Vì nó làm giảm thải. Giảm thải cái gì nhỉ? Giảm thải nữa cậu ạ. Nào, giải thích một cách nghe chi tiết đầy đủ hơn xem nào. Thế thì trước tiên là nói đến cái thuốc này, nó sẽ tương tự như cái tác dụng cái lợi tiểu giữ kali ấy. Đấy, thì nó sẽ ức chế tổng hợp aldosterone tại lớp cầu của vỏ thượng thận, đúng không nhỉ? Đấy, dẫn đến làm giảm natri. Đấy, ion natri nó sẽ không được tái hấp thu, và vì vậy nên là hydro H cộng với K cộng ấy, nó sẽ không được tiết vào lòng ống thận, nên dẫn đến là tăng kali máu, và thêm một cái nữa là nhiễm axit chuyển hóa. Đấy, mình sẽ lưu ý cái đặc điểm này nhé, đó là tác dụng phụ gây tăng kali máu. Nè, có nghĩa là cái tác dụng phụ nó tương tự như cái lợi tiểu giữ kali ấy, nó gây tăng kali máu. Đấy, thì đấy là hai cái tác dụng phụ cần lưu ý của nhóm thuốc này. Đầu tiên là gây ho khan, phù mạch, thứ hai là gây tăng kali máu. Và mình cũng lưu ý là nó sẽ là thuốc chỉ định đầu tay trong tăng huyết áp ở bệnh thận mạn đái tháo đường hoặc là suy thận mạn có protein niệu. Đấy, cơ chế thì đơn giản rồi đúng không ạ? Nhìn vào cái hình ảnh kia mình cũng có thể thấy đầy đủ. Thế tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ so sánh giữa thuốc ức chế men chuyển và chẹn thụ thể AT1 nào. Nó có gì giống nhau và khác nhau? Chẹn thụ thể AT1 nó có ưu điểm gì nào? Chẹn thụ thể AT1 có ưu điểm gì so với ức chế men chuyển nào? Theo các bạn. Thưa cô, là nó không ngăn cản cái giáng hóa bradykinin ạ. À, có nghĩa là nó có gây tác dụng phụ là ho khan và phù mạch không? Dạ không ạ. Không gây tác dụng phụ ho khan và phù mạch. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì đây? Mình có thể gặp là gì? Vậy thì thuốc ức chế men chuyển này lại có ưu điểm gì hơn nào? Bạn thử so sánh giúp cô nào. Thì đối với cái thuốc ức chế men chuyển ấy thì nó sẽ giữ được cái lượng bradykinin đúng không? Bradykinin có vai trò gì nhỉ, các bạn biết không? Bradykinin là cái chất trung gian hóa học có vai trò gì? Nó làm tăng hay giảm nitro oxit, nó có hoạt tính gì? Giãn mạch ạ. Đúng rồi, nó có tác dụng giãn mạch nhé, nó có tác dụng giãn mạch này, rồi là có tác dụng gây bài niệu, là tức là tăng thải muối nước, tức là nó làm hạ huyết áp đấy. Thế bây giờ nó lại là mất tác dụng của nếu mà cái thuốc chuyện thụ thể ấy, thì nó sẽ là mất tác dụng của bradykinin, còn thuốc ức chế men chuyển là làm cho bradykinin tăng lên. Đấy, thế nên là cái lợi ích trong tim mạch ấy của cái nhóm ức chế men chuyển ấy thì nó sẽ liên quan đến bradykinin, thì cái nhóm ức chế men chuyển nó sẽ vượt trội hơn so với nhóm người chẹn thụ thể AT1. Đấy, tuy nhiên là nó lại có thể gây tác dụng phụ là ho khan và phù mạch. Đấy, thì mình sẽ tùy cân nhắc tùy từng trường hợp để mà sử dụng thuốc. Đấy, mình sẽ lưu ý cái liên quan đến bradykinin nhé. Cơ chế chắc là đơn giản rồi.
Rồi để cô xem còn gì để hỏi các bạn nữa. Bạn chuyển slide sau đi. Cơ chế rồi. Rồi bạn chuyển tiếp đi. Chuyển tiếp đi em. Rồi, cái này không vấn đề gì. À, nói riêng cơ chế của triển thụ thể đúng không? Rồi, không sợ. Đây, đây mình nói thêm một chút nữa về các cái thuốc thường được sử dụng trong nhóm này nhé. Lưu ý này, cái nhóm này là có thể gây độc cho thai nhi, nên là chống chỉ định không sử dụng ở phụ nữ có thai. Kể cả nhóm chẹn canxi nữa cũng không lựa chọn, mà thường sẽ lựa chọn cái nhóm thuốc tác động trên thần kinh trung ương, ví dụ như là metindopa. Đấy. Thế các cái chế phẩm trong cái nhóm này, ví dụ như là captopril này, lisinopril này, enalapril này, rồi là chẹn thụ thể thì có losartan này, valsartan này, đúng không ạ? Đấy, đấy là một số thuốc mà thường được dùng trong nhóm này. Và mình luôn phải nhớ là cái nhóm ức chế men chuyển ấy, nếu nó gây tác dụng phụ ho khan và phù mạch, bệnh nhân không chịu đựng được, thì mình sẽ lựa chọn chuyển đổi sang cái nhóm thuốc ức chế. Ý là theo dõi kỹ chức năng thận và điện giải, nó thuốc có thể gây suy thận, gây tăng kali máu, vân vân. Đấy chưa? Đối với nhóm thuốc này thì như vậy, cơ chế thì đơn giản, cô thấy các bạn trình bày được rồi. Để mình chuyển sang câu tiếp theo được chưa? Thế thì mời các bạn chuyển câu tiếp theo đi. Cô và các bạn nhìn thấy bài trình chiếu của em chưa ạ? Thấy rồi đi em. Sau đây em xin thay mặt nhóm 6 trình bày câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi của chúng em là lựa chọn thuốc hạ glucose máu có thể dùng trên bệnh nhân, trình bày cơ chế tác dụng rồi động học của thuốc đã chọn. Sau đây chúng em xin trả lời câu hỏi ạ. Bệnh nhân suy thận giai đoạn 3, đái tháo đường type 2 thuộc loại không thuộc insulin, không giảm số lượng tế bào beta và nồng độ insulin trong máu bình thường hoặc cao. Bệnh nhân đái tháo đường type 2 có sự rối loạn bài tiết insulin của tế bào beta và hiện tượng kháng insulin ở các mô ngoại vi. Thì chúng em sẽ sau khi họp bàn thì chúng em sẽ dùng nhóm thuốc hạ glucose máu, dùng đường uống có thể sử dụng là insulin, các thuốc làm tăng nhạy cảm với tế bào của insulin như là beguanid, nhóm thiazolidinone và nateglinid. Về nhóm insulin, insulin là nhóm polypeptide gồm chuỗi A có 21 acetamin và chuỗi B có 30 acetamin. Hai chuỗi này nối với nhau bằng cầu disulfide. Sự khác biệt giữa insulin người và lợn là các acetamin có vị trí 8, 9, 10 của chuỗi A dựa vào cấu trúc có thể tổng hợp hoặc tách chiết insulin của người nhờ kỹ thuật gen thông qua nuôi cấy tế bào tụy người. Một đơn vị insulin là lượng insulin cần dùng để giảm glucose máu ở thọ nặng 2,5 kg nhịn đói xuống còn 45 mg trên 100 ml và gây co giật khi tiêm 5 giờ. Về phần cơ chế tác dụng của insulin, tất cả tế bào của người và động vật đều chứa receptor đặc hiệu insulin. Receptor insulin là một glycoprotein gồm hai đơn vị dưới A nằm ở mặt ngoài tế bào, hai đơn vị dưới B là một trong mặt trong tế bào. Bốn đơn vị này gắn đối xứng nhau bằng cầu disulfur. Thông qua receptor này thì insulin gắn vào receptor A gây kích thích insulin kinase của receptor B làm hoạt hóa hệ thống vận chuyển glucose ở màng tế bào glut, làm cho glucose có thể vào được đi vào trong tế bào, đặc biệt là tế bào cơ, gan và tế bào mỡ. Ngoài ra, insulin còn làm tăng hoạt tính của glucinase và glucogen synthase, thúc đẩy sự tiêu thụ glucose và tăng tổng hợp glycogen ở gan.
Ngoài ra insulin còn làm giảm sự thủy phân lipid, lipotit và glycogen, đồng thời làm tăng tổng hợp lipid, lipotit từ glycid, kết quả làm hạ glucose máu. Insulin có tác dụng là làm hạ glucose máu, xuất hiện nhanh chỉ trong vài phút sau khi tiêm tĩnh mạch và bị mất tác dụng bởi insulinase. Đây là dạng động học của các loại insulin, thì cô các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo là tác dụng không mong muốn của insulin. Nhìn chung là insulin rất ít độc, nhưng có thể gặp dị ứng. Dị ứng có thể xuất hiện sau khi tiêm lần đầu hoặc sau nhiều lần tiêm insulin. Tỷ lệ dị ứng nó trung thấp. Hạ glucose máu thường thường gặp khi tiêm insulin quá liều, gây chảy mồ hôi, hạ thân nhiệt, co giật, thậm chí có thể hôn mê. Phản ứng tại chỗ tiêm thì có thể ngứa, đau, cứng, teo mỡ dưới da, hoặc tiêm để tránh tác dụng phụ này thì nên thay đổi vị trí tiêm thường xuyên. Có thể gặp u mỡ vùng tiêm, có thể tăng đường huyết hồi ứng, gặp ở những bệnh nhân dùng insulin liều cao. Về áp dụng điều trị, áp dụng được tất cả các bệnh nhân thuộc type 1 được chỉ định dùng insulin. Ngoài ra insulin còn được cho bệnh nhân type 2, nhưng sau khi được thay đổi chế độ ăn và các thuốc chống tiểu đường tổng hợp bị giảm tác dụng. Có thể áp dụng ở bệnh nhân đái tháo đường sau khi cắt bỏ tạng, bệnh nhân là người phụ nữ có thai, đái tháo đường có serum máu và cao niệu. Trên đường lượng insulin trong máu thì người bình thường thì có thể thấy insulin trung bình vào khoảng 18 đến 40 đơn vị trong 24 giờ, một nửa số đó được gọi là insulin cơ sở. Lượng insulin còn lại được bài tiết theo bữa ăn. Vì vậy để duy trì glucose máu ổn định thì insulin nên sử dụng từ khoảng 0,2 đến 0,5 đơn vị cho 1 kg trong vòng 24 giờ. Tiếp theo là thuốc natoglinid. Về cơ chế, natoglinid là dẫn xuất của desphenylalanine, có tác dụng kiểm soát sự tăng đường huyết sau bữa ăn. Do vậy sẽ cải thiện tình trạng tăng đường huyết sau khi ăn và bệnh nhân đái tháo đường type 2. Trong cơ chế thì natin gắn vào receptor đặc hiệu có tên là SUR1 ở tế bào B của tủy, làm chặn kênh kali, gây kali nhạy cảm với cả ATP, gây cửa cực màng tế bào làm cho mở kênh canxi, thì canxi sẽ kích thích giải phóng ra insulin. Tác dụng thì do thuốc có đặc điểm gắn nhanh và tách nhanh ra khỏi receptor đặc hiệu nên là kích thích bài tiết insulin nhanh chóng kiểm soát được đường huyết sau khi ăn, nhưng cũng do tách ra khỏi receptor đặc hiệu nhanh nên là rút ngắn giai đoạn kích thích bài tiết insulin, làm giảm nguy cơ tăng cao insulin trong máu, tránh được tình trạng hạ glucose máu và sự suy kiệt của tế bào beta của tủy. Về dược động học thì thuốc hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, thức ăn làm tăng hấp thu thuốc. Sau uống liều duy nhất là 60 mg, nồng độ tối đa trong máu đã được là 55 phút. Thuốc gắn với cả protein với tỷ lệ 99%, có thời gian bán hủy từ 1,4 đến 2 giờ. Trong cơ thể, thuốc bị chuyển hóa qua CYP450 ở gan và thải trừ qua mật và nước tiểu. Thuốc có phạm vi an toàn rộng, ít độc. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy là có 60 đến 120 đến 180 mg thì uống trước bữa ăn 20 phút có tác dụng kiểm soát đường huyết sau ăn. Thuốc có thể dùng riêng rẽ hoặc kết hợp với cả metformin để kiểm soát sự tăng huyết sau khi ăn ở người đái tháo đường type 2. Ở phần tương tác thuốc thì quan sát thấy được digoxin, warfarin và diclofenac. Thuốc gồm một số kháng viêm như không steroid, chất ức chế monoamine oxide và thuốc chặn beta hệ androgenic không chọn lọc và tăng hiệu quả giảm đường huyết của natoglinid. Những thuốc điều trị khác là những thuốc thiazid, corticoid và các sản phẩm tuyến giáp. Các thuốc kích thích thần kinh giao cảm có thể làm giảm hoạt tính của hạ đường huyết của natoglinid và thuốc trị tiểu đường khác. Những thuốc này được dùng hoặc ngừng ở bệnh nhân dùng natoglinid, bệnh nhân nên được theo dõi kỹ để phát hiện thay đổi kiểm soát đường huyết. Về tác dụng phụ của thuốc thì có thể gây nhiễm trùng hô hấp trên, đau lưng, triệu chứng cảm cúm, chóng mặt, bệnh khớp, tiêu chảy, viêm phế quản, chấn thương do tai nạn, hạ đường huyết,
phản ứng phụ thuộc nghiêm trọng, phản ứng phụ thuộc nghiêm trọng co giật như là hoặc vàng da hoặc mắt. Chống chỉ định với nhạy cảm một trong thành phần của thuốc tiểu đường tiếp 1, toan hóa máu do acetone ở người tiểu đường. Thuốc này thì cần nên thận trọng khi sử dụng vì hai đường huyết ở người già, người suy dinh dưỡng thì có thể suy tuyến yên hoặc là suy gan, như là thuốc này có thể dùng được một cách thận trọng ở những người bệnh nhân bị bệnh gan từ trung bình đến nặng, bởi những bệnh nhân này vẫn chưa được nghiên cứu. Phụ nữ có thai cho con bú hoặc không nên dùng khi mang thai. Hiện là chưa biết thuốc này có thể bài tiết qua sữa hay không, do có nhiều thuốc được bài tiết qua sữa, không nên dùng thuốc này cho phụ nữ cho con bú. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Em mong thầy cô và các bạn đóng góp thêm để cho bài chương trình của nhóm được tốt hơn ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh. Thì cuối cùng là nhóm chọn thuốc gì đấy ạ? Insulin và nhóm thuốc nhạy cảm về tế bào insulin ạ. Chọn thuốc trên bệnh nhân này hay là một trong hai ạ? Hay thế nào? Phối hợp cả hai ạ. Phối hợp cả hai luôn ạ. Các bạn khác? Họ có thể một trong hai cũng được. Nào các bạn khác cho ý kiến nào. Các bạn khác đâu rồi? Cái việc kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường mà có bệnh thận mạn thì nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Đấy. Thế bây giờ mình căn cứ vào đâu mình chọn insulin nào? Căn cứ vào đâu chọn những thuốc khác nào? Các bạn cho một lý giải đi ạ. Cho một câu trả lời đi ạ. Đâu rồi các bạn, đâu rồi? Vâng, cô chờ nói một chút ạ. Vâng ạ, thế thì nhóm cho một câu trả lời nhé. Cái bình tĩnh thảo luận. Dạ thưa cô, thì theo em thì mới đầu thì nên dùng các thuốc hạ đường huyết theo đường uống trước, nếu mà không tác dụng thì bắt đầu mới sử dụng insulin ạ. Vâng, thực ra thì với đái tháo đường tiếp 2 thì mình thấy là gì ạ? Có các cái nhóm thuốc đái tháo đường đường uống đúng không ạ? Nhưng mà bệnh nhân này có lý do gì khiến mình chọn insulin không? Mà mình lại lựa chọn đưa vào đây. Nhóm lại là nhóm chọn cho một thuốc đi ạ. Các bạn khác đi ạ. Các bạn có thể chọn một thuốc nào trong những cái thuốc mà nhóm vừa rồi trình bày không? Đúng là có thể chọn được cả các cái loại đấy đúng không ạ? Hay thế nào ạ? Vì bệnh nhân có tiền sử nhiều năm rồi thì nên chọn insulin ạ. Bệnh nhân đau đường tiếp 2. Còn metformin là bệnh nhân không dùng được, tại vì bệnh nhân bị nhiễm cetone ạ, thể cetone. Thực ra nhá, thì trong tức là trong cái bệnh thận mạn ấy thì cái việc điều trị đái tháo đường này cân nhắc thuốc nào nó cũng dựa vào rất là nhiều yếu tố đúng không ạ? Đấy, thế nên là xu hướng thường là sẽ ưu tiên chọn insulin hơn. Đúng chưa?
Thế ngoài ra thì mình có thể cân nhắc các cái yếu tố trên bệnh nhân, ví dụ như là nếu mà bệnh nhân ví dụ như là cái sulfonylurea ấy, thì cái T trên 2 của nó dài, đúng không ạ? Và có suy thận thì cái T trên 2 nó càng cái dài kéo dài hơn nữa, thì nó rất là dễ gây tích lũy và gây hạ đường huyết kéo dài nguy hiểm. Đấy. Nên là dùng trong suy thận thì phải thận trọng này, đấy chẳng hạn như thế. Hoặc là cái nhóm metformin thì nó thường là gì ạ? Nó có cái nguy cơ tăng nhiễm axit lactic đấy. Và ở trên bệnh nhân bệnh thận mạn thì cái nguy cơ này lại càng tăng hơn. Hoặc là cái nhóm glinit thì như các anh chị vừa rồi cũng có nhắc đến, đúng không ạ? Thì nó cũng kích thích tiết insulin gần giống sulfonylurea. Đấy. Thế nhưng mà trong cái bệnh thận ý, thì nó lại rất là dễ gây cái nguy cơ là hạ đường huyết nặng. Đấy. Thế rồi là gì ạ? Cái gì nhỉ? Các anh chị còn nhắc đến cái thuốc gì nữa nhỉ? Tôi cũng không nhớ là các anh chị còn nhắc thuốc gì nữa. Nhưng mà nhìn chung là hầu hết các cái thuốc mà chúng ta lựa chọn ấy, thì chúng ta đều phải cân nhắc những cái lợi ích rồi liên quan những cái tác dụng không mong muốn, đặc biệt là trên những cái bệnh nhân mà ví dụ như là bệnh thận mạn này, rồi có suy thận này, rồi có tăng huyết áp này, tức là có rất nhiều những cái bệnh lý kèm theo, yếu tố kèm theo đấy. Nên là thường xu hướng bao giờ cũng có xu hướng ưu tiên chọn insulin hơn, nhất là trong cái giai đoạn đang cần điều trị tích cực này nhá. Thế còn những thuốc khác thì nó cũng vẫn có thể lựa chọn được, tuy nhiên là không phải tuy nhiên là chắc an toàn hơn nữa là insulin. Thế thì để mà lựa chọn được cái thuốc hợp lý trên bệnh nhân này ấy, thì như các anh chị trình bày nó cũng không phải là không đúng ạ. Đấy, nhưng mà khi trình bày thì lần sau cố gắng là mình chọn một cái trường hợp thôi nhá, để tránh như nó quá dài. Thì bây giờ mình muốn thảo luận về thuốc nào trong những cái thuốc này mà chúng ta vừa mới lựa chọn đấy ạ. Muốn thảo luận insulin hay là những cái thuốc khác nào? Insulin và nhóm sulfonylurea. Bây giờ mình muốn thảo luận về nhóm nào? Thực ra insulin thì mình đọc trong tài liệu chắc là cũng không đến nỗi là không hiểu. Thì bây giờ mình thử thảo luận cái phần này xem. Mình sẽ xem đây, cô giáo chia sẻ màn hình nhé. Mình nói hết cái phần này xong rồi mình sẽ nghỉ ạ. Chắc là sau này cô giáo sẽ phải thay đổi cái câu hỏi. Ví dụ lựa chọn thuốc này nó cũng đang hơi khó với mình. Mình sẽ căn cứ vào những thuốc mà đã có sẵn thì mình phân tích thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đây. Mình nói đến cái nhóm thuốc điều trị đái tháo đường đường uống đi nhá. Thế để phân tích được các cái thuốc này thì trước tiên mình phải nhớ lại cái khái niệm thế nào là đề kháng insulin, đúng không ạ? Đấy, thường thì đối với những cái trường hợp là gì ạ? Ăn uống thừa năng lượng này, kèm theo cái lối sống tĩnh tại, đúng không ạ? Thì có thể dẫn đến là hiện tượng là đề kháng insulin. Đề kháng tức là gì ạ? Cần nhiều insulin hơn để gây ra đáp ứng sinh lý như bình thường. Đấy, ví dụ như là đây, bình thường thì chỉ cần một đơn vị insulin để đẩy một phân tử glucose vào trong tế bào. Đấy, còn khi đề kháng thì cần trên một đơn vị, có thể là 2, là 3, v.v. Đấy, thế thì khi mà có hiện tượng đề kháng thì mình biết là cơ thể sẽ bù trừ bằng cách là tăng tiết insulin của tụy, đúng chưa? Thế thì mình sẽ nhìn vào đây để mình biết là lựa chọn thuốc trong những cái trường hợp như thế nào. Thế thì đây là cái hình ảnh minh họa cái tiến triển của đái tháo đường type 2. Đấy. Thế thì nồng độ insulin bình thường sẽ biểu hiện bằng cái đường màu xanh ấy.
Đấy, thế còn cái khi đề kháng insulin thì cái nồng độ của nó sẽ biểu hiện bằng đường màu đỏ nhé. Thì bây giờ chúng ta đều biết là khi đề kháng insulin xảy ra trong một thời gian dài thì dẫn đến tụy sẽ bị suy, đúng không ạ? Dẫn đến giảm tiết insulin. Như vậy là không đủ cái lượng insulin để đẩy glucose vào trong tế bào, nên dẫn đến là tăng glucose trong máu. Đấy. Vì vậy mà tức là người ta sẽ dựa vào cái mức glucose trong máu để chẩn đoán tiền đái tháo đường này, đúng không ạ? Hay là đái tháo đường là bao nhiêu? Đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ lưu ý là cái điều kiện cần và đủ của đái tháo đường type 2 nó là gì ạ? Có hiện tượng đề kháng insulin thì thường là nó sẽ xảy ra ở trong giai đoạn đầu, và sau đó là giảm tiết insulin của tụy, nó sẽ xảy ra ưu thế ở trong giai đoạn sau, và đến giai đoạn cuối này, đến về không này, là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì đấy ạ? Khi mà đã tiến triển gần đến giai đoạn cuối thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái gì đấy? Lúc này có dùng các thuốc điều trị đường uống được nữa không? Giai đoạn cuối nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào insulin, đúng không ạ? Đấy, nó tương tự như type 1, vậy thì lúc này sẽ dùng thuốc là dùng bổ sung thôi, insulin thôi. Đấy. Thế giai đoạn cuối thì sẽ điều trị bằng insulin nhưng mà nồng độ điều trị rất là cao và không có liều lượng cụ thể, nó sẽ phụ thuộc từng bệnh nhân, nó cao hơn nhiều so với type 1. Thế còn ở cái giai đoạn là giảm tiết insulin của tụy, là cái giai đoạn mà cái đường này nó đi xuống này này, thì các anh chị thấy là sẽ dùng thuốc nào? Thường là dùng thuốc nào đấy ạ? Không biết các anh chị có nhìn thấy slide không? Hoặc có nghe thấy câu hỏi cô giáo không ạ? Hình như cô đang nói một mình đúng không ạ? Hay thôi các anh chị tự đọc nhé. Được không? Chắc mình tự đọc phần này nhé. Thôi thì mời lớp nghỉ ạ. Mình chắc là nếu mà mình cần thì mình sẽ thảo luận thêm sau nhé. Được không ạ?